xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, vào năm 2002, một nông dân Trung Quốc bị điều tra viên đánh đập tra tấn đến nỗi phải 9 lần nhận tội giết người. Gần 10 năm sau, nạn nhân trong vụ án đột ngột trở về. Lúc này mọi chuyện vỡ lẽ, đây là một vụ án oan. Cho dù đã được giải oan, nhưng sự khổ đau mất mát không gì bù đắp nổi mà nó đã gây ra cho những người chịu oan ức, cũng như sức hủy hoại kinh khủng của nó đối với lòng tin của nhân dân dành cho những người thực thi công lý thì lại rất giống nhau. Đó cũng chính là nội dung chính mà chúng tôi muốn đem tới cho quý vị qua hai câu chuyện ngay sau đây. Câu chuyện của người nông dân nghèo Triệu Tác Hải ở huyện Trá Thành, thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc tưởng chừng như chỉ có ở thời Trung Cổ, thế nhưng nó lại xảy ra ngay trong xã hội văn minh cuối thế kỷ 20. Mọi việc bắt đầu vào tháng 10 năm 1997. Do khúc mắc trong chuyện vay nợ và ghen tuông vì một người phụ nữ nên giữa ông Triệu Tác Hải và người hàng xóm Triệu Trấn Thường đã xảy ra một cuộc cãi vã kịch liệt dẫn tới xô xát. Ngay sau đó, Triệu Trấn Thường đột ngột biến mất. Tháng 5 năm 1999, người dân địa phương phát hiện một xác chết không đầu đã phân hủy dưới giếng. Cảnh sát đã lập tức bắt giữ Triệu Tác Hải và ngày 5 tháng 12 năm 2002, ông bị kết tội giết hại Triệu Trấn Thường với mức án tử hình, được hoãn thi hành 2 năm, sau đó được giảm xuống thành 29 năm tù giam. Tuy nhiên, ngày 30 tháng 4 năm 2010, nạn nhân Triệu Trấn Thường mà ai cũng nghĩ là cái xác không đầu đã mổ yên mà đẹp bỗng nhiên trở về. Dân làng hoang mang sửng sốt, điều tra viên chết đứng, quan tỏa sững sờ. Qua lời Triệu Trấn Thường, mọi người mới vỡ lẽ, hóa ra trong cuộc xô xát hơn 10 năm trước, chính ông ta là thủ phạm, còn người đang ngồi trong tù là nạn nhân. Khi đó, Triệu Trấn Thường đã đánh khá mạnh vào đầu Triệu Tác Hải, tưởng rằng đối thủ đã chết nên ông ta sợ hãi bỏ trốn khỏi địa phương. Sau này, vì bệnh tật không xoay đâu được tiền chữa trị, nên Triệu Trấn Thường buộc phải trở về làng để lấy tiền trợ cấp. Sau khi xác định được người trở về là Triệu Trấn Thường, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam đã tiến hành các thủ tục minh oan và trả tự do cho Triệu Tác Hải vào ngày 13 tháng 5 năm 2010. Nếu Triệu Trấn Thường không rơi vào cảnh túng bấn, bệnh tật mà phải trở về, thì có lẽ Triệu Tác Hải sẽ còn phải tiếp tục mòn mỏi trong tù cho đến khi ngoài 70 tuổi. Sau khi được trả tự do, Triệu Tác Hải đã lên tiếng cáo buộc cảnh sát sử dụng các biện pháp tra tấn dã man, khiến ông phải nhận một tội danh mà bản thân không hề gây ra. Triệu Tác Hải nói rằng trong suốt 33 ngày lấy cung, ông thường xuyên bị các điều tra viên dùng các nhục hình khủng khiếp, bị đánh đập bằng gậy, nhét súng vào miệng, bị buộc phải uống nước hòa với ớt cay, bị bắn pháo sáng sượt qua sát đỉnh đầu và hoàn toàn không được ngủ. Lúc đó tôi nghĩ thôi thì cứ nhận tội, sống mà bị hành hạ thế này thì thả chết đi còn hơn, Triệu Tác Hải kể lại với truyền thông địa phương. Từ năm 1999 đến năm 2001, qua các phiên xử, Triệu Tác Hải đã phải nhận tội giết người đến 9 lần. Họ đã dạy tôi cách nhận tội như thế nào, họ bắt tôi học thuộc những gì họ nói, và tôi đã phải làm đúng như thế, nếu không tôi sẽ bị đánh đập. Chưa hết, lúc Triệu Tác Hải bị bắt, vợ ông cũng bị cảnh sát giam giữ và đánh đập khoảng 1 tháng ròng để buộc phải làm nhân chứng cho vụ án xác không đầu. Cảnh sát liên tục tra hỏi tôi có biết Triệu Tác Hải giết người đàn ông đó không. Tôi nói không biết, thế là họ đánh tôi, người phụ nữ này kể với tờ tin tức Bắc Kinh. Được trả tự do, Triệu Tác Hải lại phải đối diện với một bất hạnh mới. Lúc bị kết án, Triệu Tác Hải có một vợ và 4 con, nhưng khi ra tù, gia đình ông đã tan nát. Người vợ khốn khổ của ông đã đi bước nữa và mang theo 2 đứa con. 2 đứa còn lại phải gửi gia đình khác nuôi giúp. Đớn đau là thế, nhưng so với nhiều nạn nhân của các vụ án oan sai ở Trung Quốc, Triệu Tác Hải còn được xem là một chút may mắn khi những lời tố cáo của ông về các hành vi tra tấn ép cung của cảnh sát đã được ghi nhận. Sau khi ông được thả, 5 sĩ quan cảnh sát từng gây ra vụ án oan trước đây đã bị bắt giữ, xét xử và nhận mức án từ 1 đến 2 năm tù. Trước đó, những kẻ này đã từng được tuyên dương thăng chức vì có công phá nhanh vụ án Triệu Tác Hải giết người. Chánh án Tòa án tỉnh Hà Nam cũng đến tận nhà Triệu Tác Hải để tạ lỗi. Người cựu tù khốn khổ này còn nhận được khoản tiền đền bù thiệt hại là 650.000 nhân dân tệ, tức 96.000 đô la Mỹ, cộng với 120.000 nhân dân tệ, tương đương với 17.572 đô la Mỹ để điều trị bệnh thần kinh. Cảnh đời của người đàn ông này sau khi giành lại tự do cũng không khấm khá là bao. Đặc biệt là tình cảm giữa ông và con cũng phải mất một khoảng thời gian mới có thể hàn gắn.
đứng giữa cửa ra vào của ngôi nhà cũ đã bị hư hại nặng vì nhiều năm thiếu người chăm sóc. Ông Triệu Đắc Hải hướng mắt về phía cậu con trai cả Triệu Lượng đang ngồi trên giường. Sau khoảng 10 giây nhìn nhau trong im lặng, ông Triệu ấp úng nói, con đã về. Rồi từ từ đi về phía cậu con trai vẫn đang ngồi yên lặng trên giường, đầu hơi cúi xuống. 11 năm cha đi tù oan cũng là ngần ấy thời gian Triệu Lượng không quay trở về quê cũ. Anh mới ở nhà được vài tiếng sau khi bắt chuyến tàu đêm về kịp ngày cha được trả tự do. Thấy cha đứng trước mặt, Triệu Lượng chỉ ngượng ngùng gọi duy nhất một từ, cha. Rồi không ai nói với ai một lời nào. Ông Triệu cầm bát nước tu một hơi và đưa cho cậu con trai một gói thuốc lá. Án tù oan nghiệt đã khiến gia đình ông Triệu Đắc Hải tan nát. Vợ ông Triệu, người từng bị cảnh sát giam giữ và tra tấn gần một tháng để buộc phải trở thành nhân chứng chống lại chồng, đã tái hôn sau đó không lâu và mang theo hai người con trai. Hai người con còn lại được gửi làm con nuôi tại gia đình người dân cùng làng. Triệu Lượng kể lại rằng anh không liên lạc thường xuyên với các em trai mình, cũng không thể chăm sóc chu cấp cho các em, thậm chí tôi còn không có đủ tiền để cắt tóc, ông nói. Gần một năm sau khi được ra tù, ông Triệu đã bắt đầu cuộc sống mới đầy bận rộn với vai trò là một đại biểu cho người dân. Sắp xếp công việc đồng áng chăn nuôi, ông đã tới tham dự hơn 150 phiên tòa khắp Trung Quốc, từ Thượng Hải, Bắc Kinh đến Thành Đô. Rất nhiều nguyên đơn và cả bị đơn ở khắp nơi đã tìm tới, mời ông ngồi trong phiên tòa của mình và phần nào giúp đảm bảo rằng công lý được thực thi. Ông Triệu kể rằng, tại những phiên tòa ông tới, dường như thẩm phán có phần dè chừng, thận trọng hơn. Tôi không biết nhiều về luật, nhưng thẩm phán biết tôi và tôi ngồi đó, dùng hình ảnh của mình để nhắc nhở họ về công lý. Ông nói đây là điều tối thiểu ông có thể làm để giúp đỡ người khác. Ông Triệu tâm sự rằng, ông không ngại đi tới bất cứ đâu ở Trung Quốc nếu có thể giúp mọi người tránh được những oan khuất mà ông phải chịu đựng. Tôi sẵn sàng giúp đỡ miễn phí, nhưng nếu tôi phải trả vé của mình, tôi chắc phải tiêu hết cả tiền bồi thường. Người đàn ông này cười nói. Ông Triệu nói rằng ông đã dùng nhiều phần trong số tiền bồi thường 650.000 nhân dân tệ để làm đám cưới cho con trai cả. Phần còn lại sẽ hỗ trợ cho những người con khác khi cần. Ông bộc bạch, trong suốt 11 năm tôi vắng mặt trong cuộc đời của các con, tôi nghĩ tôi vẫn còn nợ chúng. Ông đã cố gắng làm nhiều việc để xích lại gần hơn với bốn cậu con trai gần như đã mất liên lạc suốt ngần ấy năm sống trong tù. Đến với câu chuyện tiếp theo, chúng ta phải thầm thừa nhận rằng án oan không chọn đối tượng. Trong vụ án Bồi Vũ giết vợ, chúng ta thấy khía cạnh công bằng trong các án oan ở Trung Quốc. Ai cũng có thể bị dùng nhục hình bức cung cho dù đó từng là một cảnh sát. Tháng 4 năm 1998, nữ cảnh sát Hiểu Tường, vợ của Bồi Vũ và một đồng nghiệp nam bị bắn chết trong một chiếc xe hơi. Bồi Vũ khi đó là sĩ quan tại một trung tâm cai nghiện ma túy ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam đã bị bắt giữ vì bị coi là nghi phạm chính, giết vợ vì ghen tuông. Ngày 5 tháng 2 năm 1999, Tòa án Trung cấp thành phố Côn Minh xử Bồi Vũ tội giết người với mức án tử hình được hoãn thi hành 2 năm. Hơn một năm sau đó, tháng 6 năm 2000, cảnh sát Vân Nam phá được một băng nhóm tội phạm chuyên ăn cắp xe hơi. Trong quá trình xét hỏi, một tên trong nhóm thú nhận y mới là thủ phạm giết hại vợ Bồi Vũ và đồng nghiệp. Khám nhà tên này, cảnh sát đã tìm thấy khẩu súng lục của nạn nhân, cũng chính là hung khí giết người chưa được tìm thấy trong vụ án năm 1998. Với chứng cứ mới này, Ủy ban Nhân dân thành phố Côn Minh đã yêu cầu cảnh sát, viện kiểm sát và tòa án cùng phối hợp điều tra lại vụ án. Ngày 11 tháng 7 năm 2000, Tòa án Nhân dân tỉnh Vân Nam tuyên bố Bồi Vũ vô tội. Câu hỏi đặt ra là, tại sao Bồi Vũ lại nhận tội? Dù rằng là người trong ngành, anh chắc chắn hiểu rõ sau việc nhận tội giết người là án tử. Và lại khi mới bị bắt, Bồi Vũ đã cương quyết phủ nhận mọi cáo buộc, thì sao sau đó lại sốt sắng nhận tội? Sau này, khi kể lại với công ty luật bảo vệ cho anh, Bồi Vũ nói, từ 30 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7, liên tục 21 ngày đêm tôi bị tra tấn cho đến khi thể chất và tinh thần không thể chịu đựng được nữa. Rất nhiều chi tiết mà tôi không muốn nói ra đây. Chỉ biết khi ấy tôi không muốn sống thêm chút nào nữa và quyết định sẽ chết đi càng sớm càng tốt. Để làm điều đó, tôi đã nhận tội với điều tra viên và bịa ra câu chuyện tôi đã thực hiện hành vi giết người như thế nào. Hồ sơ điều tra lại cho thấy hai điều tra viên chính được giao thẩm vấn Bồi Vũ đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn bức cung tàn bạo với chính đồng nghiệp cũ của mình. Ngoài việc không cho ngủ, một kiểu tra tấn được áp dụng với hầu hết các phạm nhân được cứng đầu, không chịu nhận tội. Hai người này còn trực tiếp đấm đá Bồi Vũ trong tất cả các buổi lấy cung, thậm chí khi đã mệt, họ còn sai các cảnh sát khác đấm đá giúp. Một kỹ thuật lấy lời khai khác là cho Bồi Vũ đứng trên ghế đầu và trói hai tay lên song cửa rồi liên tục đá chiếc ghế để cơ thể anh treo lơ lửng.
Đến khi Bùi Vũ không thể chịu được nữa, phải thốt lên những tiếng kêu đau đớn thì các điều tra viên này lấy rẻ bịt miệng lại, rồi bắt anh quỳ xuống sàn nhà và đánh anh bằng dùi cui điện. Khi ra tòa lần thứ nhất, Bùi Vũ đã cởi bỏ áo ngoài để cho mọi người thấy rõ các vết thương dấu tích của những vụ tra tấn đau đớn trong trại tạm giam. Nhưng thẩm phán đã phớt lờ lời cầu cứu của anh. Sang phiên xét xử thứ hai, Bùi Vũ bí mật giấu được một chiếc áo sơ mi đẫm máu mang tới tòa bằng cách quấn nó quanh hông. Anh đưa nó cho thẩm phán, nhưng vị này buộc anh phải cởi ra và đề nghị chấp hành viên mang đi mà không thèm kiểm tra bất cứ dấu vết nào. Sau phiên tòa, Bùi Vũ liên tục đòi trả lại chiếc áo sơ mi làm vật chứng, nhưng lời cuối cùng của tòa án dành cho anh là nó đã bị đốt. Tuyệt vọng, Bùi Vũ đã nhận tội trước tòa và xin được chết. Điều gì đã khiến những vụ án như của Bùi Vũ thường xuyên xảy ra tại Trung Quốc và điều gì đã khiến cả một hệ thống từ cảnh sát tới tòa án đồng lòng với nhau để buộc vào cổ một con người vốn không có tư thù cá nhân gì với họ, tội giết người? Theo Phó Giáo sư Hoàng Thế Nguyên, Đại học Sơn Đông, thì tại Trung Quốc sau mỗi vụ án lớn được giải quyết, những người tham gia thường sẽ được tặng thưởng và thăng chức. Chính vì động cơ cũng như áp lực này, các điều tra viên thường dùng hình thức tra tấn để buộc nghi phạm phải thú tội. Trong khi đó, tiến sĩ luật Giang Na, Đại học Sư phạm Bắc Kinh cho rằng, các vụ án oan xét cho cùng là kết quả của việc cảnh sát, viện kiểm sát, tòa án mong muốn đạt được tỷ lệ xét xử cao. Ba cơ quan được ví như kiềng ba chân này thường thà kết án oan người vô tội còn hơn bỏ sót. Trở lại vụ án của Bùi Vũ, tháng 8 năm 2001, hai điều tra viên trực tiếp tham gia tra tấn Bùi Vũ đã bị ra tòa và nhận mức án từ 12 đến 18 tháng tù treo. Sau 26 tháng ngồi tù với biết bao cay đắng, Bùi Vũ đã được trả tự do và được chính quyền địa phương bồi thường bằng tiền mặt. Nhưng cũng kể từ ngày được hưởng tự do trở lại, Bùi Vũ liên tục phải chịu những cơn đau đầu khủng khiếp. Bác sĩ cho biết não anh đã bị tổn thương nghiêm trọng. Thưa quý vị, những nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.